nơi của chúng ta đó chính là Khu Resort. Phức hợp Laguna Lango. So the greatest international resort. Congratulations for Laguna Lango. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mr. Gavin Herho, giám đốc điều hành của Laguna Lango để cùng nhận giải thưởng này. Tọa lạc tại vịnh Lango, hòn vịnh xinh đẹp nức danh của tỉnh Thừa Thiên Huế, Laguna Lango được quản lý bởi tập đoàn khách sạn hàng đầu Banyan Tree Hotels and Resort, thu hút hàng khách bởi những dịch vụ đẳng cấp giữa quang cảnh thiên nhiên thơ mộng tại hai khách sạn 5 sao Banyan Tree và Angsana Spa. Nơi đây là nơi nhận giải thưởng du lịch Việt Nam 2018 với danh hiệu Top 10 trong góp hàng đầu Việt Nam. Congratulations! Laguna Lango everyone!